Chào anh Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ, chào cô. Chào tất cả các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Nga, đến từ Hà Nội. Hôm nay tôi 47 tuổi. Chị Nga làm công việc gì ở nhà? Dạ, thế nội trợ ở nhà đấy ạ. Nội trợ hả? Rồi, mời em gái. Xin chào anh Quyền Linh và chị Lê Lộc. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Mình tên là Trúng Huyền Thanh và hiện tại đang làm người mẫu. Năm nay thì mình 22 tuổi và mình làm con dâu mẹ được 16 tháng. Mới cô dâu trẻ quá. Trúng Huyền Thanh một cái tên rất là quen á, Lộc nhớ không? Dạ nhớ. Cái bạn này thi The Face đúng không? Đúng rồi. Nằm trong top 4 đó. Chị có con chưa nhở? Dạ em có một bé trai 10 tháng. Thấy wow. Chưa, ta giỏi chưa? Còn con lớn hơn người ta mà tới giờ con chưa có mảnh tình bắt vai nữa. Sao chú biết? Coi lại con mình ăn ở sao. cái ngày đầu tiên á mà mình gặp con dâu tương lai của mình á, mẹ chồng có cảm nhận gì, có ấn tượng gì cô dâu tương lai của mình không? Lần đầu tiên gặp Huyền Thanh thấy cô này cô cao, thực ra thì cũng rất là xinh xắn, rất là dễ thương, nhưng mà nói về sau này cao như thế này thì chắc là biếng làm lắm. Ủa mấy người cao làm biếng lắm hả? Nghe người ta nói là lưng dài làm biếng. Lưng dài. À, nhưng mà chị có làm biếng không cô? Cũng hơi biếng. Thường mấy người cao á, người ta đẹp á, cái người ta lo chăm sóc cái sắc đẹp của người ta quên chăm sóc chuyện nhà. Đúng chứ rồi. Không phải làm biếng đâu, người ta quên. Còn chị, cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà Thanh gặp mẹ á, nhìn mẹ không có nói nhiều nhưng mà mẹ nhìn mẹ rất là hiền. Nhưng mà gặp trong hoàn cảnh nào mà mẹ ít nói vậy? Cái đợt đó là mẹ em vào tại vì chồng em bị gãy tay á, xong phải nằm viện thì mẹ vào mẹ chăm. Xong rồi thì hôm đó là đi ăn thì nói chung là hai mẹ con ít nói chuyện với nhau lắm. Thì gặp trong hoàn cảnh bệnh viện mà ai đâu nói với ai, có chăm sóc người bệnh không mà, đúng không? Nhưng sau khi đó về làm dâu á, những ngày đầu tiên thì Thanh có bị trục trặc gì không? Dạ không, tại vì là trong cái khoảng thời gian mà khi mà hai vợ chồng em yêu nhau á thì em cũng có qua nhà mẹ, thì mẹ cũng chăm lo như là con dâu á, như con cái hết trong nhà á. Những cái việc gì mà em bị làm sao đó là mẹ, là chồng sẽ về kể cho mẹ và mẹ sẽ là người chăm sóc. Mà nhiều lúc á mà kiểu mình ngại á, ngày nào cũng sang ăn cơm rất là ngại, tại vì em vào đây thì có một mình à, nên là cũng rất là lười ăn. Nếu như mà bình thường á mà mẹ không nấu á là sẽ ăn mì gói, sẽ ăn này ăn kia. Cái hồi đó mới vào á thì nói chung là ăn nhiều quá thì mình cũng mặt dày thôi cứ sang ăn. Tức là mẹ có tình cảm với con dâu trước khi cưới rồi ha, vậy thì quá thuận lợi luôn. Dạ. Rồi sau đó mình tổ chức đám cưới thế nào hả mẹ chồng? Về tôi phải Hải Phòng tổ chức đám cưới. Sau đám cưới xong thì lại vào trong này, công việc của Quân Thanh ở trong này, mẹ cũng ở trong này luôn, rồi chỉ có ở nhà để chăm lo cho con, các con thôi. Bây giờ có cháu thì thôi là ở nhà luôn. Nhưng mà cô ơi, hồi nãy con nghe chị chia sẻ là làm dâu được 16 tháng nhưng mà có con 10 tháng rồi, thì không biết trước đó là mình đã có em bé trước phải không Thanh? Dạ đúng rồi. Thì cái lúc đó em khi mà biết là có em bé, trời, em lo lắm, sợ lắm. Tại vì mình còn trẻ mà, tại vì mẹ cũng là người lớn tuổi á, thì không biết là mẹ sẽ suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với mẹ nhiều á, thì em thấy mẹ cũng khá là hiện đại. Mẹ không có quan trọng hóa về cái vấn đề đó, nên là cũng rất là thoải mái. Có bầu thì cưới, đẻ thôi chứ giờ sao giờ. Thì lúc đó hai đứa còn quá trẻ, cô có muốn là con trai của mình lấy vợ sớm thế, muốn có con sớm thế, rồi công việc như thế nào không? Thực ra lúc đầu thì cũng chưa muốn đâu, nhưng mà bây giờ chót có rồi biết làm thế nào, đành phải cưới. Để cưới nhanh càng tốt để mẹ có cháu bé. Cũng mong cháu á. Hai mẹ con mình thường có cái sở thích gì chung với nhau không nhỉ? Như có một lần mà em đang mang bầu á, thì cái đợt đó là bóng đá Việt Nam, cả nhà đi xem bóng đá ở ngoài hết rồi, chỉ có hai mẹ con ở nhà xem. Thế bật lên xem, cũng mua bim bim rồi mua này mua kia về hai mẹ con ăn xong rồi xem. Đến khi mà cái đoạn mà bóng đá mà vào lưới nhà, hai mẹ con hú hết ẩm nguyên cái chung cư luôn. Bóng đá vào lưới nhà mà mình vui lắm à, hả? Em ý là bóng đá mình có là mình đội nhà mình thắng á. Đúng rồi, đội nhà mình thắng. Trời ơi.
làm tôi lo. Bóng đá vào lưới nhà mà hai mẹ con vui la ầm lên. Xong rồi có cái đoạn mà kiểu bên mình đá trượt á, trời ơi mẹ em chửi bậy luôn. Lúc đó em kiểu ngạc nhiên á, xong rồi mình cũng ngậm ngùi thôi, mình coi như mình không nghe cái gì á. Tại... Nhưng mà cái khoảnh khắc đó là làm cho hai mẹ con mình gần gũi nhau đúng dạ, không đúng ta? Rồi, đúng rồi. Nhưng vấn đề chỗ là con dâu mình còn quá trẻ, vậy thì những cái vụng về đó có nhiều không? Trời hay là mình ơi, phải lo hết? Nói lên vụng về thì quá vụng. Quá vụng đúng không? Có lần làm nem, làm chả nem á, để nem na rán á. Đó, pha, bảo Thanh pha nước chấm. Rồi, mới đầu thì pha xong thì để cho quân thử. Thử xong mà chưa, trời, thấy lạ lắm. Xong rồi chứ mẹ thử xem là Thanh pha nước chấm được không? Nếm thử, chưa thấy nước chấm này bao giờ. Thế mẹ hỏi là thế con pha bằng cái gì? À, con lấy hạt nêm con pha. Pha nước chấm. Ờ thế thì đúng rồi. Thế bảo thế bây giờ pha chưa được, con pha lại đi, mẹ chỉ cho cách pha. Mới đầu trước khi pha em cảm thấy kiểu mình tự tin với cái tay nghề của mình lắm. Tức là chưa dạy ăn vậy đúng không? Hùng hùng hồ hồ đi vào bếp xong rồi lôi hết tất cả đồ nghề ra để pha. Tại vì ngày ở nhà thì mẹ em pha rất là ngon, cũng học theo. Nhưng mà không hiểu làm sao thì hôm đó bỏ thêm hạt nêm. Anh không ăn được luôn. Thôi, con dâu trẻ là phải chịu vậy thôi. Từ từ thì chắc chắn sau này Thanh nấu ăn cũng rất là ngon đúng không? Sau khi mà mẹ gọi là rèn giũa và giáo huấn rất nhiều ha. Có bao giờ mình cảm giác mình có lỗi với mẹ mình chưa? Có cái vấn đề là cu con nhà em á thì nó cũng bị cái đường tiêu hóa nó khó tiêu á, thì mẹ mua đủ về, mua khoai lang, mua tất cả mọi thứ mà dễ tiêu là cho nó ăn. Thì em kiểu hay quên mà cũng lười ấy. Thì nghĩ là thôi là cứ để lát nữa cho nó ăn cũng được không sao. Nhưng mẹ em là cứ thấy mà không cho ăn cái là mẹ em lại nói là kiểu tại sao không cho nó ăn rồi này kia gì. Thì kiểu hôm đó tự nhiên đang khó chịu cái gì trong người á, tự nhiên lại cãi lại. Ý rằng là tại sao mẹ không mắng chồng mà mẹ cứ ý rằng là hai đứa cùng đẻ ra, tại sao mẹ chỉ mắng mỗi mình con á, kiểu vậy đó. Thì chắc là mẹ em cũng để còn thêm một câu này nữa cơ. Cháu mẹ không ăn mẹ phải mắng nó chứ. Mẹ mãi mắng con à. Còn trẻ mà ha, ganh tị với con của mình luôn. Thế nhiều khi làm đâu là cứ hay bỏ đó. Đến lúc mà mẹ có nhắc mẹ nói thì bảo nó nhe răng nó cười thôi. Mẹ, tại vì con đẻ xong là con bị giảm trí nhớ, là con quên. Lần nào nó cũng vậy. Kiếm cớ đó, kiếm cớ. Nhưng mà vậy dễ thương mà, thà nó nói vậy đó. Đi mình không có giận. Chứ làm lì lì nó không nói gì mà giận ha. Những lúc nào em lỡ lời với mẹ? Có một lần tự nhiên mẹ em gội đầu xong tắm đi từ phòng tắm ra. Thế trên đầu thì cuốn ngay một cái khăn tắm. Nó kéo hai cái mắt thấy ngược lên này nè. Thế xong rồi em mới nhìn tự nhiên em bảo ơ sao hôm nay nhìn mẹ giống phù thủy nhỉ? Giống gì? Giống phù thủy á. Trời ơi. Nhưng mà thực ra em bị một cái là hay nói mà bị cắt đầu cắt đuôi á. Thì là ý rằng là mẹ giống cái cô mà ở trong cái phim Tiếng Hát Ám á. Đó thì lỡ lời. Cái này cái thời hiện đại thì đơn giản được, nó mẹ giống phù thủy cũng sao. Nhưng thời xưa đó nha, mà con dâu mà nói mẹ sao mẹ giống phù thủy quá là coi như mình đi thủy luôn đó, là coi như là phù mỏ luôn á. Mỏ luôn á. Mới đầu thì nói mà mẹ phù thủy là lúc đấy mẹ chưa hiểu là mẹ cũng giận lắm á. Giận không cô? Giận lắm, khi mà đến lúc mà nói câu cuối là không giống cái cô đấy ở trong phim ấy, là giải thích cô xinh cô đẹp giải trời thích ơi á. Mẹ phồng mũi luôn. Nhưng mà có điểm nào mà ở mẹ mà khiến cho Thanh còn lo sợ không? Con cứ nói nhân lên là con cứ nói. Thì nhiều lúc á, mẹ em ở nhà thì kiểu mẹ em hay mắng đứa em gái á. Thì tính cách đứa em gái thì nó cũng lười lười giống em. Nhiều khi mẹ mắng nó, mẹ chửi nó, mình mình có thấy nhột nhột. Thấy nhột thì mình thay đổi. Thì nhiều lúc á, ví dụ như là mẹ cũng bảo là dậy sớm đi thì cho con ăn uống này kia. Thì cũng hẹn giờ 8 giờ dậy, nhưng mà dậy và mở mắt không nổi. Dậy đi ra pha sữa cho con, xong cuối cùng hai mẹ con lại ôm nhau vào giường ngủ tiếp. Nói tóm lại là hôm nay chia sẻ câu chuyện thì có những điều gì mình chưa hợp với nhau, mình rút kinh nghiệm để mình hợp với nhau hơn, để sống với nhau cả đời ha. Nhưng mà không biết con trai của cô với lại chồng của em sẽ nói điều gì trong cái câu chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. Vợ thì thay đổi rất là trẻ,
mới có 2 tuổi đầu thôi, nên là anh rất là vô tư, cũng cần những cái thói quen, những thói hư tật xấu từ thời con gái bê hết nguyên vào trong gia đình nhà chồng. Nhưng bù lại thì anh lại có những cái sự cố gắng, sự học hỏi, biết lắng nghe. Bên mặt về phía mẹ thì mẹ Quân là một người rất là hay lớn tiếng này, hay la mắng này, hay để ý cái gì rất là nhỏ nhỏ nhỏ. Nhưng mà có một cái điều mà Quân rất là vui vì mẹ, vì mẹ còn khá là trẻ, nên là cái khoảng cách về tuổi tác không có nhiều, về các thế hệ cũng không có nhiều, nên là mẹ đôi lúc rất là thông cảm. Nhưng mà có đôi lúc là Quân cũng cảm thấy lo lắng, thì rất là sợ mỗi khi mình đi xa đi quay phim. Những lúc đấy đôi lúc mình chợt nghĩ mà không biết là ở nhà vợ với mẹ và em gái có hòa thuận hay không, mình sợ những cái việc không hay nó xảy ra. Tôi chỉ mong là vợ cũng sẽ trưởng thành từ từ thôi, là vợ hãy để ý hơn những cái gì mà trong công việc gia đình ấy, gạt bớt những cái sở thích trẻ con của mình. Khi mà mẹ mắng ấy, thì hãy nghĩ tại sao mẹ mắng, đừng nghĩ đến cái việc là tại sao mình bị mắng. Về cơ bản là mẹ mắng là vì mẹ muốn mọi thứ trong gia đình là chu toàn. Còn về phía mẹ, hy vọng là mẹ sẽ hiểu hơn cho con cái hơn, bớt mắng chửi lại người ta để con biết là mẹ mắng chửi là muốn tốt cho tụi con thôi. Nhưng mà không ai mà thích mắng chửi cả, mọi người đều thích ngọt ngào hơn. Vậy thì mẹ chồng hay lớn tiếng con trai nói vậy thế sao? Trời ơi, có chửi nó được câu nào. Thỉnh thoảng cái toàn mắng yêu trong nó chứ có giờ con mắng bao giờ mắng chửi đâu. Nó nói thế là nói quá quá đấy con trai ạ. Cảnh báo luôn. Hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì để hợp với mình nhiều hơn không? Có dặn dò con dâu cái gì không? Chắc có dặn cũng không làm nổi. Cô cứ dặn đi cô, sau này sẽ làm. Chỉ, mẹ chỉ mong là con dậy sớm một chút, bớt cái tính quên đi, làm đâu bỏ đấy, xong mẹ lại đi theo. Có thể bớt tính trẻ con chút thì được, nhưng quên thì chắc khó bớt lắm. Quên khó bớt, đúng rồi đó. Khi mà nhắc lại nói là con toàn quên rồi, chứ xong bắt đầu lại nhe răng ra, con đẻ nó quên. Thế là hết, làm trò cho mình có hết giận đó. Ôi, vậy thì hay quá chứ. Nhưng nhờ những làm trò đó mà mẹ không có giận dai được. Rồi, cảm ơn mẹ chồng đàn dâu hôm nay rất là nhiều về chia sẻ trong gia đình, để mọi người khác có thể lấy câu chuyện này người ta rút kinh nghiệm bản thân chúng ta. Có mẹ nói như thế hôm nay, hứa gì với mẹ đi nào? Thì con sẽ hứa dậy sớm hơn, nhưng mà chưa chắc, con không chắc. Cố gắng chắc đi con. Dạ. Cái thời gian nó còn dài lắm. Một chút nó cộng dồn lại, nó nhân lên thành rất là nhiều. Và đến lúc nào đó nó vỡ ra thì lúc đó mới khổ. Thôi, cố gắng thay đổi nha. Dạ. Rồi, hai mẹ con ôm nhau cái tình cảm thế nào? Tuyệt vời ha. Một cái món quà của chương trình mẹ chồng nàng dâu xin gửi tặng. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn anh.